gia nhân của dàn tuyển thủ Hà Lan. Bà xã Matthijs de Ligt là chân dài nổi tiếng, bạn gái Cody Gakpo cũng theo nghiệp người mẫu, còn vợ Virgil van Dijk, vết góc sống kín đáo. Người đẹp tóc vàng Annekee Molenaar là bạn thanh mai trúc mã với hậu vệ Matthijs de Ligt. Cô là một trong những nàng oắt nổi tiếng tại Hà Lan với hơn 500.000 người theo dõi. Đôi trẻ hẹn hò từ 2018 và mới kết hôn đầu tháng 6 trước thềm Euro 2024. 2 giờ sáng mai, giờ Hà Nội, Hà Lan gặp Anh trong trận bán kết thứ 2 Euro 2024. Đội thắng sẽ gặp Tây Ban Nha tại chung kết hôm 15 tháng 7. Nathan Ake và bà xã Kaylee hẹn hò từ ngày tuổi teen, tổ chức cưới năm 2022. Vợ chồng sao Man City có một con gái. Kaylee là chủ một nhãn hàng bikini làm từ vật liệu nhựa tái chế. Người đẹp tóc vàng Noa van der Bij theo chân Cody Gakpo sang Anh khoác áo Liverpool từ 2023. Cô tốt nghiệp khoa quản lý Đại học Khoa học ứng dụng Avans rồi theo nghiệp người mẫu và làm môi giới chứng khoán. Hậu vệ Stefan de Vrij hẹn hò người đẹp Italy Doina Turcanu từ 2017. Nửa kia của sao Hà Lan là nhà thiết kế nội thất, điều hành một studio có tiếng ở Milan. Bạn gái tóc vàng xinh đẹp Chantalle Schilder tới Đức cổ vũ tiền vệ Joey Veerman. Hậu vệ kỳ cựu Daley Blind và người đẹp Candy-Rae Fleur kết hôn năm 2019 và có 3 con chung. Vợ Blind là người mẫu kim vũ công có tiếng tại quê nhà Hà Lan. Bà xã Rike Nootgedagt của trung vệ Virgil van Dijk xinh đẹp nhưng kín tiếng. Hai người bên nhau hơn 10 năm và có 2 con chung. Chàng kèo Wout Weghorst và bạn gái Nikki van Esch gắn bó hơn 10 năm, có 3 con gái. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.